Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát. Con xin phép được thọ trì đọc tụng bài kệ phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thế nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngàn. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào giàu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kinh ngưỡng thánh ký Bồ Tát vốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy đấng trọn lành cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi ta ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bảy trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy gió tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thái tiêu ngay. Nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cập thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió giữ nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cá có vào trong, ác tai tiêu sạch thưởng an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm ngàn muôn kiếp thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh. Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục. Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới rốt ráo thành Phật sanh tứ khói. Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Dạ, con xin nguyện được hồi hướng tất cả công đức đã học thuộc bài kệ này đến tất cả chúng sanh ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo, có duyên với Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài, trong tương lai được các ngài độ thoát cho trong tương lai. Dạ, con xin phép ạ. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha ha.